Chào mừng các em học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Hậu Giang đến với tiết học trực tuyến bộ môn mỹ thuật 6. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em vẽ tranh. Đề tài chủ đề là đề tài học tập. Các em mở sách giáo khoa trang 100 và mở tập ra, chúng ta bắt đầu vào tiết học. Em bắt đầu ghi chủ đề là tranh đề tài, tiết 1, đề tài học tập. Cấu trúc bài chúng ta sẽ gồm có 4 phần, 1 la mã, tìm và chọn nội dung đề tài. 2 la mã là cô sẽ hướng dẫn các em vẽ tranh. 3 la mã là chúng ta sẽ thực hành và 4 la mã là sẽ ghi dặn dò. Đầu tiên chúng ta vào phần 1 la mã, tìm và chọn nội dung đề tài. Ở đây cô có 5 bức hình chụp, các em quan sát và cho cô biết là trong hình chụp các hoạt động nào đang diễn ra. Các em có 1 phút để chúng ta quan sát và trả lời. Rồi sau thời gian quan sát thì các em bắt đầu cho cô biết là các hoạt động diễn ra trong tranh. Ở bức hình thứ nhất, hình chụp một tiết học có giáo viên và học sinh. Ở hình thứ hai là diễn ra hoạt động các em học sinh đang trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tết. Ở tấm hình số 3 là hoạt động các em học sinh trường Hậu Giang đang tập nghi thức đội. Ở tấm hình tiếp theo là hình các bạn đang đo thân nhiệt khi trước khi vào trong trường. Ở tấm hình cuối cùng là diễn ra hoạt động học tập theo nhóm. Và tất cả các hoạt động này nó đều thuộc về đề tài là học tập. Vậy thì hôm nay cô sẽ gợi ý thêm cho các em một số đề tài học tập để chúng ta có thể vẽ tranh. Thì ngoài những hoạt động trên thì các em có thể vẽ thêm hoạt động là giáo viên đang giảng bài trên bục giảng, học sinh thì lắng nghe, ghi chép hoặc là đang phát biểu. Hoặc là chúng ta sẽ vẽ hình giáo viên hướng dẫn cho học sinh làm bài tập trên lớp. Hoặc là các bạn học sinh học theo nhóm, học ở trên lớp hoặc là học ở dưới sân đối với các bộ môn vận động. Ví dụ như chúng ta học thể dục hoặc là các bạn chơi thể thao trên sân như là đá bóng, đá cầu, cầu lông, vân vân. Hoặc là chúng ta sẽ vẽ các hoạt động học tập trải nghiệm bên ngoài nhà trường. Ví dụ như các em có thể vẽ tranh đi tham quan viện bảo tàng hoặc là tham quan những cái làng nghề, ví dụ như làm gốm, hoặc là chúng ta vẽ mặt nạ, hoặc là các em có thể vẽ góc học tập của mình tại nhà. Và chúng ta cũng có thể vẽ cảnh học sinh được phụ huynh đưa tới trường hoặc là vào các giờ ra về. Tức là đề tài học tập ở đây, ngoài việc là chúng ta vẽ các bạn học tập trên lớp thì các em có thể vẽ các hoạt động vui chơi. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu ai sẽ là người tham gia vào tranh đề tài học tập ngoài đối tượng là học sinh. Thứ nhất đó là gia đình. Gia đình ở đây chúng ta có thể vẽ phụ huynh, vẽ anh chị, vẽ những người thân trong gia đình cùng với các em học tập tại nhà. Hoặc là chúng ta sẽ vẽ giáo viên hoặc là bạn bè ở trong lớp. Giáo viên ở đây thì chúng ta có thể vẽ thầy hoặc là vẽ cô. Còn đối với những bạn vẽ các hoạt động trải nghiệm thì chúng ta có thể vẽ những người nghệ nhân, vẽ các anh chị giáo viên hướng dẫn chúng ta thực hiện các hoạt động trải nghiệm bên ngoài nhà trường. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp là không gian học tập thì chúng ta sẽ học tập ở đâu. Ngoài việc là các em học ở trên lớp, chúng ta có thể học tại nhà. Hoặc là đối với những môn thể dục thì chúng ta học ở ngoài sân trường. Còn đối với các hoạt động trải nghiệm học tập ngoại khóa thì chúng ta có thể học ở ngoài công viên hoặc là học ở các khu du lịch. Vậy thì khi vẽ không gian học tập thì chúng ta sẽ lưu ý những cái hình ảnh trong không gian đó. Ví dụ như các em đang học tập ở trên lớp thì ngoài việc chúng ta vẽ bàn, vẽ ghế, các em có thể vẽ bảng đen, máy chiếu, bàn ghế giáo viên hoặc là bảng thờ khóa biểu hoặc là ảnh bác. Vân vân, hai trong lớp chúng ta có những cái đồ vật gì chúng ta sẽ vẽ
để gợi cho người xem biết được cái không gian đó là đang vẽ, cảnh đó là đang ở đâu. Hoặc là bạn vẽ về góc học tập, thì góc học tập của em tại nhà thì sẽ có những cái đồ vật gì? Có thể là có kệ sách nè, bàn, ghế, máy tính, đèn bàn, hoặc là tấm thảm. Còn đối với các bạn thích những cái hoạt động ngoài trời, thể thao thì chúng ta có thể vẽ cảnh sân trường. Sân trường thì chúng ta sẽ vẽ trường, lớp, hành lang, cây xanh, cột cờ, ghế đá. Hoặc là các bạn vẽ cảnh công viên thì chúng ta có thể vẽ ghế đá, con đường, hàng cây, hoặc là những cái vật dụng tập thể dục trong công viên. Có rất là nhiều không gian để chúng ta vẽ tùy theo cái hoạt động các em lựa chọn. Rồi, hình thức học tập chúng ta vẽ là ở đây có thể vẽ một giáo viên với một học sinh, hoặc là vẽ một giáo viên với nhiều học sinh. Còn nếu như chúng ta học ở nhà thì có thể vẽ học chung với gia đình, ha, ba mẹ, anh chị. Còn học trên lớp thì có thể là vẽ học nhóm chung với bạn bè, thầy cô. Còn vẽ các hoạt động thể thao thì mình có thể là chơi theo nhóm, ví dụ như chơi bóng rổ, cầu lông, đá banh, vân vân. Bước thứ hai là cô sẽ hướng dẫn các em tìm bố cục tranh. Đối với tranh đề tài thì các em lưu ý là chúng ta sẽ vẽ mảng hình con người sẽ là mảng hình chính, quang cảnh xung quanh sẽ là mảng hình phụ. Và chúng ta nhớ tới bài lục xa gần, những hình nào ở gần chúng ta, con người hoặc là cây cối hay những đồ vật ở gần thì chúng ta sẽ vẽ to, càng về xa thì chúng ta sẽ càng vẽ nhỏ. Em sẽ quan sát hình số 1 và hình số 2. Chúng ta lưu ý về chiều cao của con người so với tổng thể bức tranh. Đối với tranh đề tài thì bố cục tranh rất là quan trọng. Con người chúng ta không vẽ dàn hàng ngang. Các em sẽ sắp xếp có nhóm người đứng trước, nhóm người đứng sau. Như vậy tranh mình nó sẽ có bố cục và nó sẽ hợp lý, đẹp mắt hơn. Trên đây là hai bức hình vẽ gợi ý cho chúng ta là cách sắp xếp bố cục. Cái đầu tiên là các em sẽ lưu ý là mảng hình chính sẽ nằm ở phía trước và các em sẽ quan sát về tỷ lệ chiều cao con người nó sẽ so với tổng thể bức tranh thì nó sẽ chiếm chiều cao tương đối. Sau khi xác định mảng hình chính, chúng ta bắt đầu vẽ mảng hình phụ. Ở đây con người là mảng hình chính thì cô sẽ hướng dẫn các em chúng ta vẽ người. Đối với những bạn chưa biết vẽ con người thì chúng ta sẽ vẽ con người theo kiểu hình học đơn giản. Còn bạn nào đã biết vẽ người thì các em sẽ vẽ khung xương, sau đó mình sẽ thêm trang phục vào. Vậy thì để vẽ một con người đơn giản, các em sẽ đưa vào những cái hình đơn giản, ví dụ đầu hình tròn, mình hình chữ nhật, hoặc là hình vuông, hoặc là hình thang, cổ hình chữ nhật. Bàn tay ở đây thì mình mới bắt đầu tập vẽ thì chưa cần vẽ các ngón tay, các em có thể vẽ một vòng tròn. Còn bạn nào vẽ được ngón tay thì các em vẽ ngón tay. Chân thì chúng ta sẽ có hai hướng nhìn chân, một hướng nhìn nghiêng và một hướng nhìn trực diện. Nhìn nghiêng thì mình sẽ có phần mũi chân và phần gót chân. Mũi chân thì chúng ta sẽ vẽ dài hơn và hơi nghiêng ra một bên. Gót chân thì sẽ ngắn hơn, còn nhìn trực diện thì hai bên nó sẽ bằng nhau như thế này. Cô sẽ vẽ một con người đơn giản cơ bản. Những em nào chưa biết vẽ người thì chúng ta sẽ bắt đầu giống như cô, nó sẽ đơn giản hơn. Đầu mình sẽ vẽ hình tròn, cổ hình chữ nhật hoặc là hình vuông, thân hình là hình vuông hoặc là hình chữ nhật, hình thang. Sau đó mình sẽ vẽ tay và chân, thì nhớ là bàn tay chỉ cần vẽ hình tròn. Chân nó sẽ là hình oval ha, nó giống như hình tròn nhưng mà nó sẽ dài hơn, dẹp và dài hơn một chút. Sau khi hướng dẫn vẽ người thì bây giờ bắt đầu cô sẽ hướng dẫn các em chúng ta sẽ vào phần 2 la mã là vẽ tranh. Ở phần 1 la mã các em chỉ cần ghi sách giáo khoa trang 100. Ở phần 2 la mã các em sẽ ghi cho cô bước số 1 của vẽ tranh đề tài sẽ là tìm và chọn nội dung đề tài. Tức là ở bước này chúng ta sẽ tìm hoạt động để vẽ.
Sau khi xác định được hoạt động rồi, mình sẽ sang bước thứ hai, đó là tìm bố cục. Tìm bố cục ở đây là các em đầu tiên sẽ vẽ cho cô hình con người. Chúng ta sẽ xác định hình người mảng chính sẽ nằm phía trước, vẽ to, những mảng phụ hình người ở phía sau chúng ta sẽ vẽ nhỏ. Sau đó các em sẽ vẽ phát con người vào đây. Trong tranh của mình thì nên có từ 2 cho đến 3 nhóm người. Chúng ta sẽ chọn một cái hoạt động hoặc là hai hoạt động cho các bạn trong tranh chúng ta làm việc theo nhóm, chứ chúng ta không vẽ cá nhân từng em học sinh. Sau đó chúng ta sẽ phát hình người vào đây. Đề tài cô vẽ sẽ là vẽ về hoạt động thể thao, chơi trên sân, vẽ bộ môn là môn bóng rổ. Sau khi xong hình người, các em sẽ ghi tiếp vào trong tập. Bước thứ ba là vẽ chi tiết. Lúc này chúng ta sẽ vẽ chi tiết hình con người và vẽ thêm phong cảnh vào trong đây. Và nhớ là vẽ con người trước, sau đó mới vẽ phong cảnh. Và bước cuối cùng là các em sẽ vẽ màu. Ở bước vẽ màu này thì các em lưu ý là những mảng hình người chính nằm ở phía trước, chúng ta sẽ sử dụng những gam màu sáng tươi nổi bật hơn. Còn những con người ở phía sau, kích thước nhỏ, chúng ta sẽ sử dụng màu hơi nhạt hơn, không có sáng mà những người ở phía trước. Và lưu ý là đối với việc tô màu thì chúng ta hạn chế tô màu đen và màu trắng, như mình tô quá nhiều đen thì sẽ làm cho bài của mình nó sẽ bị tối, còn nếu như mình tô trắng thì nhìn vào bài mình nó sẽ không được đẹp. Và khi vẽ xong hình, bạn nào thích viền hình bằng bút lông thì chúng ta có thể sử dụng bút lông để viền hình. Đây là bốn bước khi mà chúng ta vẽ tranh. Cô nhắc lại là bước 1 là mình sẽ tìm đề tài, sau đó mình sẽ sang bước 2 là vẽ bố cục. Và bước 3 là các em sẽ vẽ chi tiết, và bước 4 là các em sẽ vẽ màu. Ở đây là có một số tranh để chúng ta tham khảo. Ví dụ như các em sẽ vẽ hoạt động trên lớp của mình giữa giáo viên và học sinh, hoặc là chúng ta sẽ vẽ hoạt động thể thao giao lưu giữa các bạn học sinh ở các trường. Còn bạn nào thích trồng cây thì mình có thể vẽ giáo viên và học sinh cùng nhau trồng cây. Còn đây là một tiết học mỹ thuật. Hoặc là chúng ta không cần vẽ giáo viên, vẽ các bạn học sinh đang lao động trên lớp. Ngoài những cái hoạt động trên đây thì các em có thể vẽ theo cái hoạt động mình thích. Bạn nào thích vẽ góc học tập tại nhà thì mình cũng có thể vẽ góc học tập của mình tại nhà. Chúng ta cùng sang trò chơi để củng cố lại bài học hôm nay. Trên màn hình các em nhìn thấy là ba bức hình vẽ. Tỷ lệ con người ở ba bức hình này sẽ khác nhau, các em sẽ chọn một bức hình theo em là tỷ lệ con người được vẽ trong tranh hợp lý nhất. Tấm hình số 3 sẽ là hình vẽ hợp lý nhất. Hình thứ nhất thì vẽ con người quá to, to gần bằng tờ giấy. Chúng ta vẽ to như vậy là không có khoảng trống để chúng ta vẽ phong cảnh. Nếu như mình còn vẽ thêm cảnh vào đây thì sẽ tạo cho người xem cảm giác là bức tranh rất là chật chội và ngột ngạt. Còn đối với tấm hình số 2, chúng ta vẽ con người quá nhỏ như vậy, nó sẽ tạo ra rất là nhiều khoảng trống. Thì khi đó chúng ta vẽ nhiều cảnh vào đây thì sẽ làm cho hình ảnh con người sẽ nhỏ lại và không còn thấy là mảng chính và không làm nổi bật được trọng tâm của bài. Rồi các em sẽ tiếp tục ghi 3 la mã thực hành, đó là vẽ tranh đề tài học tập trên giấy A3. Bài này các em sẽ hoàn thành tại nhà. Sau khi vẽ hình, các em sẽ tô màu. Màu chúng ta có thể sử dụng màu sáp, màu dầu hoặc màu nước. Để tùy theo sở thích của mỗi em, chúng ta thực hiện bài. Sau đó các em sẽ tiếp tục ghi giờ tập cho cô là dặn dò. Hoàn thành bài vẽ. Xem trước bài. Tiết thứ hai, tức là tuần sau, cô sẽ hướng dẫn các em vẽ tranh về đề tài mẹ của em. Rồi trước khi tiết học kết thúc thì các em nhớ chúng ta sẽ thực hiện bài tập củng cố.
trên đường link của nhà trường gửi. Các em sẽ có thời gian là 10 phút sau khi tiết học này kết thúc. Trong bài tập củng cố thì sẽ có 4 câu hỏi trắc nghiệm và một phần là các em sẽ chụp cái phần bài ghi nãy giờ các em ghi. Sau đó các em sẽ đăng lên. Còn những cái câu hỏi trắc nghiệm thì nội dung của nó sẽ nằm trong những phần nãy giờ cô giảng bài cho các em nghe. Chúng ta tập trung làm, bài tập củng cố cũng rất là đơn giản. Rồi, tiết học kết thúc. Cảm ơn các em đã lắng nghe và hẹn gặp lại các em vào tiết tuần sau.